Trời ơi, quá đáng, quá đáng mà. Tụi này thả quá biến chất hết sức rồi. Anh ba, ý của em là... Không được, phải làm sạch hàng ngũ. Không giáo dục được cái loại này đâu. Triệu hả? Đến nhà gặp chú gấp nha. Thoạt nghe vấn đề là tôi nghĩ ngay tới chú. Tại sao một người chuyên nghiệp như chú lại phạm sai lầm như vậy chứ? Chú cố nhớ coi, lính chú đứa nào có thể đọc được hồ sơ của đốc cơ? Có một buổi sáng tôi sơ ý để trên bàn khi định mang qua trả anh. Đúng lúc đó thì Hồng và Quang đến. Tôi đi ra ngoài pha trà. Mời vào. Thưa chỉ huy, đây là những gì đã thu thập được. Cảm ơn đồng chí. Tôi xin phép. Trời ơi, quá đáng, quá đáng mà. Tụi này thả quá biến chất hết sức rồi. Không ngoài những gì tôi nghi ngờ. Được, tôi sẽ nhận khuyết điểm này và báo cáo hết những việc này lên chỉ huy. Và đề nghị một kế hoạch với tụi này. Chú nhớ, đừng có trường mặt ra. May mà tụi nó lộ sớm đó. Thiệt. Sao? Chú nản à? Lính mà, không được buông súng. Chú hiểu chưa? Của em là... Không được, phải làm sạch hàng ngũ. Không giáo dục được cái loại này đâu. Alo. Hả? Kẻ bị giết là Huy Hùng hả? Chuyện gì nữa hả mình? Không có chuyện gì. Em ngủ đi. Triệu hả? Đến nhà gặp chú gấp nha. Mình có uống trà không? Tôi pha cho. Thôi được rồi, mình ngủ đi. Cần gì tôi sẽ tự làm. Dạ.